Khi còn nhỏ, Mully đã đụng độ với một sinh vật ngoài hành tinh Tezatian. Vì nó không có giấy phép thông hành nên trụ sở MIB đã cử các đặc vụ thích mặc đồ đen tới nhà Mully kiểm tra. Cô bé đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình xóa ký ức bằng một thiết bị kỳ lạ. Thấy sinh vật kia dễ thương và không có vẻ gì nguy hiểm nên cô bé đã giúp nó lẩn trốn. Trước khi đi, Mully đã giới thiệu tên mình với nó và nó cũng nói một câu kỳ lạ. 20 năm sau, những ký ức đêm hôm đó vẫn chưa thể nào phai trong tâm trí cô. Điều đó đã thôi thúc Mully muốn tham gia vào tổ chức áo đen, nhưng khi cô đến cơ quan của FBI hay cả CIA để xin việc thì họ đều không hiểu tổ chức mà cô đang nói là cái khỉ gì. Tuy nhiên, từ bỏ không có trong từ điển của Mully. Trong một lần kiểm tra các mảnh thiên thạch đang rơi xuống trái đất, cô phát hiện ra một thiên thạch có dấu hiệu của một sự sống. Mully vội vàng về nhà và hack vào hệ thống kính thiên văn học Hubble để điều tra và thấy vật thể không xác định đó đã thay đổi quỹ đạo. Cô bắt taxi đi tới đó nhưng trước mắt cô là một khu phố bình thường. Chán nản định bỏ về thì thấy đàn chim bồ câu có thể bay xuyên qua cánh cổng sắt. Mọi thứ ở sau bức tường vô hình ấy đã chứng minh sự việc 20 năm trước không phải là một giấc mơ đối với Mully. Sau đó cô bám theo hai đặc vụ áo đen tới trụ sở của MIB. Để vào bên trong, cô đã giả dạng thành một nhân viên của tổ chức rồi hiên ngang đi vào thang máy. Vừa mới nhìn thấy văn phòng làm việc của họ thì Mully đã bị phát hiện và đưa một mạch tới phòng thẩm vấn. Giám đốc Âu nhận thấy cô biết thiết bị xóa trí nhớ kia là gì nên tỏ ra nghi ngờ. Mully cũng thành thật nói ra tất cả và mong muốn gia nhập tổ chức để cống hiến và tìm hiểu sự thật về vũ trụ. Ngoài kia có rất nhiều người giống cô và tôi nghĩ điều đó là chưa đủ. Tôi yêu quý công việc này hơn bất kỳ ai và bộ đồ màu đen trên người bà thật tuyệt vời. Bị gãi đúng chỗ ngứa, giám đốc cô liền đồng ý cho Mully gia nhập. Đây cũng là một kỹ năng đi xin việc cho bạn nào hay rớt nhé. Không phụ lòng giám đốc, cô đạt điểm số rất cao trong các bài kiểm tra. Sau đó cô được cấp trang phục và các loại vũ khí. Giờ đây mọi thông tin cá nhân của Mully bị xóa sạch và tổ chức đặc biệt danh mới cho cô là em. Lúc này đặc vụ hát người xuất sắc nhất lịch sử tại chi nhánh London đang làm nhiệm vụ điều tra thông tin về tổ chức buôn vũ khí ngoài hành tinh. Tên cầm đầu sớm đã biết anh là đặc vụ của MIB nên đã cho đàn em tấn công. Với những kỹ năng học được, anh nhanh chóng hạ gục đống tép diêu và chĩa súng uy hiếp tên cầm đầu, không ngờ lại bị một con rắn cắn. Tên cầm đầu thấy vậy hí hửng nói đen thôi đỏ quên đi, vừa mới gáy xong liền bị con rắn kia táp cho một miếng. Vì thuốc giải chỉ có một liều duy nhất nên H đã cầu xin vợ của hắn ta và hứa rằng sẽ cho cô ta tất cả những gì cô muốn. Tôi không biết cô ta đã cứu ai, chỉ biết rằng sáng hôm sau H đã có một đêm xúc than đầy mãnh liệt. Vì đang là đặc vụ tập sự nên cô được phái đến London để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng thực chiến. Mọi thứ tại MIB như là một thế giới mới với cô gái đầy nhiệt huyết này. Mully bước vào một con tàu trông có vẻ bình thường nhưng ngay sau đó nó biến thành một con tàu tốc hành siêu tối tân. Tới London cô được giám đốc đi chào đón. Ở đây họ cũng giám sát những người ngoài hành tinh giống trụ sở ở Mỹ. Tại Marrakech có hai người ngoài hành tinh loài Diaz đã giết chết một người trái đất rồi cải trang thành anh ta. Bọn chúng vào một cửa hàng đồ cổ và yêu cầu được gặp nữ hoàng. Bên trong cánh cửa bí mật là tộc người cờ vua Tí Hon đang làm việc. Bọn chúng muốn giết Vulgert, một sinh vật ngoài hành tinh đang ở trái đất, nhưng người lính Tí Hon không chấp nhận, thế là bị hai tên Diaz dọa cho tí đái ra quần. Lúc này trụ sở MIB cũng đã biết được tình hình. Vulgert là thành viên cấp cao của chủng tộc Zabania nên chỉ cần anh ta buồn là có thể khiến trái đất bay màu. Biết Hát và Vulgert là bạn lâu năm, vì vậy nhiệm vụ lần này của anh là làm cho Vulgert vui vẻ. Mully nghe lời quảng cáo Hát là đặc vụ xuất sắc nhất ở đây liền tìm cách tiếp cận. Cô nói sẽ biên soạn hồ sơ về người Zabania cho anh nên Hát rất cảm động và muốn cô tham gia nhiệm vụ này cùng mình. Hai người đi tới một quán bar để tìm Vulgert. Người bạn luôn tỏ ra lo lắng điều gì đó và muốn nói chuyện với Hát nhưng lại chẳng quan tâm và dẫn Vulgert ra sàn nhảy. Lúc này hai tên Diaz cũng xuất hiện ở đây. Mully nhìn thấy chúng khả nghi liền nói với Hát và một lần nữa anh lại lờ đi. Thế là người bạn tội nghiệp bị tấn công rồi ngã gục xuống. Đen đủi vẫn đến với Vulgert khi anh ta được Hát đưa lên xe đi về thì ăn chọn một vụ nổ khiến chiếc xe bay lên cao. Phát hiện hai tên Diaz đang gần đó, họ liền cầm súng lên uy hiếp chúng nằm xuống đường. Không ngờ chúng có thể làm mặt đường gợn sóng rồi tấn công khiến hai người văng ra xa. Cả hai nhanh chóng lấy vũ khí được cất giấu trên xe đáp trả lại nhưng cứ bắn vào người chúng thì chúng lại trở về nguyên vẹn. Hát nói mình sẽ ở lại để cản đường còn Mully hãy tới chỗ Vulgert để giải cứu anh ta. Vulgert nói với cô rằng Hát đã thay đổi và có chuyện gì đó không đúng trong nội bộ của MIB. Trước khi nhắm mắt, anh ta đưa cho Mully một viên đá màu tím và nhắc nhở đây là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô. Thấy lực lượng áo đen tới đông hơn, hai tên Diaz liền chìm én đi mất. Sau khi phân tích dữ liệu sinh học của bọn Diaz, giám đốc Ti nói rằng trên cơ thể chúng có mã gen của D2. Vì vậy, chúng có thể đã bị bọn D2 chi phối từ bên trong. Thất bại lần này khiến Mully và Hát bị khiển trách. Đặc vụ Si rất nhanh nhẹn đọc điều luật 13 là sa thải họ và lấy thiết bị ra tính xóa ký ức của hai người. Mully cứu vãn tình hình bằng cách nói rằng trong trụ sở MIB cho nội gián. Để điều tra kỹ việc này, giám đốc Ti đã giao cho Mully và đặc vụ Si tìm hiểu. Hát không muốn bị ra rìa nên cầu xin giám đốc cho anh thêm một cơ hội.
Sau đó anh và Molly tới cửa hàng đồ cũ để hỏi thăm thì phát hiện nơi đây đã tan hoang, cả hai gặp người lính tí hon sống sót cuối cùng. Cậu ta buồn đời đang tính tự sát vì nữ hoàng cao quý đã chết. Thấy Molly xinh gái, cậu liền nhận cô làm nữ hoàng mới và thề sẽ trung thành tuyệt đối cho tới chết. Hai người đặt cho cậu ta là tí nị rồi dẫn theo cùng. Tại trụ sở đặc vụ, Si phát hiện viên đá màu tím mà Vungert đã đưa cho Molly, vì vậy anh ta đã phái người tới truy tìm H và Molly. Giám đốc Ti ngăn cản không được liền gọi cho H nói là trụ sở có gián điệp nên yêu cầu hai người mau chóng trốn thoát khỏi đó. Anh ở lại đánh lạc hướng lực lượng áo đen, còn Molly cầm viên đá chạy càng xa càng tốt. Lúc này hai tên Diaz trên mái nhà nhìn thấy cô nên đuổi theo. H tìm tới một người bạn để mượn anh ta chiếc xe. Bề ngoài nhìn chiếc xe cũ kỹ vậy thôi chứ bên trong là một chiếc siêu xe mà ai cũng phải mơ ước. Anh bạn quảng cáo rằng chiếc xe này lái dễ như một chiếc xe máy bình thường, nhưng H thì không thấy thế. Uy lực của nó khiến mọi thứ xung quanh đổ dạp hết. Bên kia Molly bị hai tên Diaz chặn đường. Ngay khi chúng định tấn công cô thì H xuất hiện kịp thời cứu cô trước sự cay cú của bọn chúng. Lạng lách một hồi thì bị lực lượng áo đen chặn lại. Không còn cách nào khác, anh đành liều bấm thử nút màu đỏ trên xe. Thế là chiếc xe lao lên xuyên không đưa họ tới một sa mạc đầy nắng và cát. Molly thấy viên đá tím động đậy rồi biến thành một loại vũ khí. Bên trong nó là một ngôi sao xanh khổng lồ siêu nén. Nói đơn giản đây là một mặt trời khổng lồ mạnh hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Điều này tương đương với việc họ đang cầm một thứ vũ khí có thể hủy diệt cả hành tinh. H xúi dại Molly nghịch thử súng xem nó thế nào. Vừa mới thử ở mức 0,001 đã gây ra một vụ nổ lớn tạo cái hố siêu to khổng lồ. May mà hai anh chị không nghịch ngu thử ở mức mạnh hơn, không là xin vĩnh biệt trái đất rồi. Tối đó Molly và H giận nhau nên phải thông qua tí nị để truyền đạt lời nói. Cô nói vì anh không chịu nghe lời tôi và Vungert nên mới thành ra thế này. Tí nị truyền đạt lại rằng vì anh là một thằng ngu và thích tỏ ra nguy hiểm nên mới có kết cục chó đẻ này. Có thằng thông dịch viên như vậy mát lòng mát dạ ghê. Khi cả hai đang tranh cãi thì bị một sinh vật tí hon chui ra từ bình nước lấy mất viên đá. Nó nói là sẽ bán viên đá này lại cho Ziza, một tay buôn vũ khí và cũng là người tình cũ của H, rồi bay đi trước sự bất lực của họ. Sau đó hai người tới chỗ của Ziza, nơi đây là một pháo đài kiên cố được bảo vệ rất nghiêm ngặt. H lái thuyền giả vờ tới đây để nối lại tình xưa nghĩa cũ, còn Molly trốn trên thuyền và tìm cách lẻn vào pháo đài. Anh mang tí nị tới để lấy lòng Ziza nhưng cô ta nhận quà xong liền đuổi anh đi. Lần sau đừng tặng quà trùng với ngày tôi mới có một món vũ khí hủy diệt. Khi bị dẫn ra ngoài, anh đã đánh hai tên cận vệ rồi quay lại tắt hệ thống bảo vệ của pháo đài đi. Nhờ vậy, Molly có thể trèo vào trong một cách dễ dàng. Còn tí nị đánh lạc hướng Ziza để cô ta ra khỏi phòng và tạo điều kiện cho Molly lấy viên đá, nhưng chưa kịp chạy đi thì đã bị Ziza phát hiện. Thế là cả hai đánh nhau phân chia cao thấp. Molly có phần yếu thế hơn khi đối thủ của mình có tới ba tay. Cuối cùng nhờ sự thông minh của mình, cô đã trói một tay của Ziza lại khiến ả ta mắc kẹt rồi hạ đo ván bằng một nắm đấm. Nhưng lúc này H bị Luca đánh lên bờ xuống ruộng rồi mang lên uy hiếp Molly giao viên đá ra. Vì không muốn cộng sự bị giết, cô đã làm theo. Ngay lúc này cô đột nhiên nhớ lại chuyện mình đã từng cứu một con Tezatian và không ngờ sinh vật đó lại là Luca. Luca nhớ lại liền quay xe cầm súng uy hiếp Ziza. Thế là ả ta vừa mất tiền vừa mất viên đá tím. Molly hỏi câu nói mà Luca để lại năm xưa là gì thì sự nhận được câu trả lời đó là tao sẽ giết chết bất kỳ thằng đầu bờ nào cản đường tao. Sau khi lấy được viên đá, hai người đi tản bộ bên ngoài thì bất ngờ đất đá hai bên rơi xuống biển. Thì ra họ bị hai tên Diaz tấn công. Molly biết không thể đấu lại chúng nên đã mang vũ khí hủy diệt kia ra dọa. Nếu chúng mày tiến tới tao sẽ nổ súng. Tao thề sẽ bảo vệ trái đất này tới cùng. Hai tên kia nói rằng chúng tôi cũng vậy nhưng vừa nói xong đã bị giám đốc đi cùng lực lượng áo đen tiêu diệt. Cả hai được tổ chức một buổi tiệc chúc mừng vì đã cứu thành công thế giới. Còn viên đá sẽ được trao trả lại cho hành tinh Zabania. Lúc này cả Molly và H đều cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ sau câu nói của hai tên Diaz nên xem lại báo cáo pháp y của chúng, nhưng tất cả đã bị xóa sạch. Đến chỗ viên đá để xem thì nó cũng không còn trong hộp nữa. Họ nhận ra chính giám đốc Ti là kẻ phản bội. Đặc vụ Si cũng biết được điều này liền tới tìm hai người và cho biết nơi mà Ti sẽ đến tiếp theo. Cả hai người nhanh chóng xuống hầm lấy siêu xe rồi phóng một mạch tới tháp Eiffel. Trong thang máy, H kể cho Molly nghe về chiến tích đánh bại bọn đờ hai năm xưa của mình, nhưng anh chỉ kể lại khoảnh khắc anh và Ti bắn nó, còn sau đó lại không nhớ gì cả. Cả hai chợt nhận ra H đã bị xóa bỏ đoạn ký ức về sự việc lúc đó. Hai người vào bên trong đối đầu với Ti. Anh nói rằng chính Ti đã dụ Vungert mang viên đá tới trái đất sau đó cướp lấy nó để giao cho đờ hai. Điều đó chỉ đúng một phần vì Ti lúc này đã biến thành đờ hai rồi. Ông ta rất mạnh khiến mọi nỗ lực tấn công của họ đều trở nên vô nghĩa. Lúc này Molly chạy tới lấy viên đá thì bị hất văng vào cổng không gian. May mắn cho cô là tí nị đã xuất hiện kịp thời cứu cô khỏi cái chết. H tin tưởng Ti vẫn còn chút lý trí nên cố gắng thức tỉnh ông ấy. Nhờ vậy mà anh có thể lấy được viên đá và ném cho Molly. Một xúc tu nối dài từ bên kia cánh cổng khiến Ti mất hoàn toàn lý trí, vì vậy Molly đã kích hoạt vũ khí bắn bỏ mẹ bọn đờ hai.
Cuối phim nhờ thành tích cứu cả nhân loại này mà Molly trở thành đặc vụ chính thức tại New York, còn Hutt được thăng chức làm giám đốc tập sự tại chi nhánh London. Trải qua chuyện này, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau nhưng do tính chất công việc nên họ buộc phải tách ra, ranh giới giữa người hùng và tội đồ rất mong manh. Chỉ cần chúng ta lầm đường lạc lối là mọi nỗ lực trước đó đều sẽ đổ sông đổ bể. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các bộ phim tiếp theo.